Ngày hôm qua thì mình có đón một bạn chó ghẻ ở quán thịt chó về các bạn ạ. Bạn chó này thì cũng rất là đặc biệt đấy. Nó đang bị ghẻ chóc như thế này, các bạn thấy này, da này rất là kinh. Nhưng mà nó về là nó đẻ được 2 con. Chủ quán thì cũng bảo với mình rằng là ông ấy bảo là nó có chữa, mày về mày chữa cho ông ấy cho nó khỏi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là nó chữa bụng nhỏ ấy, cái bụng nó nhỏ nhỏ, nghĩ là chỉ được gọi là 20 ngày đến 1 tháng thôi, ai ngờ về hắn đẻ luôn. Đẻ ra xong thì nó không có sữa, vì cơ bản là cái con chó mẹ nó đã bị ghẻ rất là nặng này, vậy nên là cái thể trạng của nó cũng yếu đi. Mà nó hôm qua bắt nó cũng hoảng nữa, bởi vì là tưởng bắt nó đi làm thịt mà nó hoảng. Nên trở về không biết là có vẻ sinh non hay như thế nào, nhưng mà chó con ra vẫn còn rất là khỏe mạnh nhá. Đẻ được 2 con thì nó đẻ chết mất 1 con, còn 1 con thì đến hôm nay nó không có sữa uống, thì cả đêm hôm qua đã phải mớm sữa rồi nhưng mà cũng không ăn thua các bạn ạ, nó không bú được ấy. Không biết là cụ qua khỏi không, tiên lượng rất là kém ấy. Mình con này chân luôn này, chân kẻ chóc chọc. Hôm nay thì mình đã sờ và làm quen được rồi, tưởng là cái con này nó dữ nhưng mà nó không dữ lắm đâu. Nhìn nó ôm con nó vào lòng đấy, nó ôm ấy. Nhìn nó dữ nhưng mà nó không dữ lắm. Nào nhá, sợ. Nói chung là ngày hôm qua khi mà nhìn thấy, thứ nhất là một bạn chó mà nó đã ghẻ rồi là nó cũng đã rất là khó tính và rất là dữ rồi, nó lại còn có chửa xong nó đẻ nữa, nên là mình không dám động vào đâu. Động vào chẳng may nó đớp cho cái thì mồm chó vó ngựa, không biết là chó lạ hay là chó quen, chẳng biết là đã tiêm hay chưa, sợ vào nó cắn cho cái phải đi tiêm đấy các bạn ạ, rất là nguy hiểm. Thôi thì cố gắng đến đâu gì được đến đấy, cứu được mẹ thì cứu, mà cứu được con thì cứu.